Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp là một giám mục Công giáo tại Việt Nam. Ngài từng đảm trách vai trò giám mục chính tòa Tiên Khởi của Giáo phận Hà Tĩnh, trực thuộc Giáo tỉnh Hà Nội, cũng như Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2019. Khẩu hiệu giám mục là sự thật và tình yêu. Ngoài tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt, Ngài có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha. Đức Giám mục Hợp sinh ngày 2 tháng 2 năm 1945 tại Nghệ An và năm 19 tuổi vào tập viện Dòng Đa Minh tại Vũng Tàu, bắt đầu con đường tu tập đến ngày 8 tháng 8 năm 1972, được thụ phong linh mục Dòng Đa Minh tại Sài Gòn, sau đó lại tiếp tục theo học tại Đại học ở Thụy Sĩ và tốt nghiệp tiến sĩ triết học Tây Phương vào năm 1978. Từ năm 1978 đến năm 1979, Ngài theo học chính trị kinh doanh tại Thụy Sĩ. Sau đó, Ngài được cử sang Peru làm giáo sư tại phân khoa thần học Lima từ năm 1981 đến năm 1986. Trong khoảng thời gian ở Peru, Linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp còn giữ các chức vụ như giáo sư và giám đốc học vụ của Học viện Thần học Gioan 23, Trung tâm Nghiên cứu Lima. Năm 1994, Ngài tốt nghiệp tiến sĩ thần học luân lý tại phân khoa thần học Đức Mẹ Lên Trời ở Brazil và về làm giáo sư tại phân khoa xã hội thuộc Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino Roma từ năm 1996 đến năm 2004. Từ năm 2004, về Việt Nam giữ chức giám đốc học vụ của tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và là thành viên của Ủy ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ năm 2006, Ngài là thành viên của Ủy ban Tự vựng Công giáo, chủ nhiệm câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình. Ngày 13 tháng 5 năm 2010, Linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp được Đức Giáo hoàng Điển Đức 16 bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Giáo phận Vinh thay cho giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên nghỉ hưu. Tại đại hội lần thứ 11 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tháng 10 năm 2010, Ủy ban Công lý và Hòa bình được thành lập và Ngài được bầu làm chủ tịch của ủy ban này và giữ chức vụ này đến năm 2019. Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp trở thành Giám mục Tiên Khởi Giáo phận Hà Tĩnh vào cuối năm 2018, khi Tòa Thánh tách giáo phận mới này từ Giáo phận Vinh. Ngài chính thức nhậm chức vào tháng 2 năm 2019. Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Giáo hoàng Francisco đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Đồng thời, Tòa Thánh bổ nhiệm Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp sinh ngày 2 tháng 2 năm 1945 tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, thuộc giáo xứ Làng Anh, Giáo phận Vinh. Ngài là con út trong gia đình Công giáo, có 6 người con, 3 nam, 3 nữ. Những anh chị em của Ngài đều đã qua đời, hiện chỉ còn một chị gái đang định cư tại Hoa Kỳ. Thân phụ Ngài thuộc giai cấp địa chủ và bị đấu tố, xử tử trong giai đoạn phát động giảm tô ở miền Bắc Việt Nam, giai đoạn năm 1951 đến năm 1953. Thân mẫu Ngài cũng bị đấu tố và sống trong tình trạng vật vờ. Anh chị của Ngài cũng gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn này. Riêng Ngài lâm vào cảnh lang thang, phải bỏ học và bị nhịn đói nhiều ngày liền. Sau nhiều khó khăn, Ngài cùng một người chị được người thân đưa vào miền Nam và sum họp với gia đình vào năm 1954. Trên trang Facebook Công giáo Việt Nam đã gửi lời chúc mừng Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giáo phận Hà Tĩnh, nhân dịp kỷ niệm 13 năm thụ phong giám mục 23 tháng 7 năm 2010, 23 tháng 7 năm 2023. Tạ ơn Chúa, chúng con xin chúc mừng Đức cha, nguyện xin Chúa thương ban cho Đức cha bình an, mạnh khỏe và tràn đầy ơn Chúa. Amen.